Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay Hoàng Mai sẽ làm video này để cho tất cả các bạn ở tất cả các độ tuổi khác nhau và ở thành phố hay là ở các quốc gia khác mà chưa trải nghiệm, mà chưa biết đến nghề trồng lúa nước. Hãy cùng trải nghiệm về một cái vụ lúa mùa chiêm xuân mà các bác ấy đang xuống đồng để cấy lúa các bạn nhé. Chào bác nông dân nha. Thế bác ơi, thế gia đình nhà bác cấy có nhiều lúa không ạ? Nhiều ruộng không ạ? Ê, bác một ngày thì bác cấy được nhiều không ạ? Một ngày cấy một sào. Bác, vâng, bác cấy rồi nhỉ? Vâng, mạ đẹp. Vâng. Bác ơi, mạ đẹp thế nhỉ? Cái lá của nó cứ xanh non mơn mởn đây nhỉ? Vâng. Vâng, bác cấy cái lúa đấy là cái lúa gì ạ? Bác Hương ạ, mà mạ của nó đẹp nhỉ? Vâng. Bác Hương Hà Nội. Các bạn nhá, sau khi mà các bác nông dân nhổ mạ thì sẽ mang về ruộng của mình để nhờ tất cả chị em ở trong gia đình đến để cấy hộ. Và đây là những cái bó mạ mà các bà con nông dân ở quê tôi đã nhổ và buộc thành bó và mang về đây tập kết để cấy các bạn nhé. Các bạn ấy nhìn này, những cái cánh mạ này rất là đẹp này. Đó, các bác ấy bó rất là khéo này. Và cái thửa ruộng này rất là lớn. Thế bác ơi, cái ruộng này của gia đình nhà mình là mấy sao hả bác? À, 4 sao cơ ạ. Từ cái ngày mà dồn điền đổi thửa đến bây giờ thì các gia đình nông dân được nhận ruộng và được chia thành gộp thành một miếng như thế này thì rất là thuận lợi. Các quý vị hãy cùng chiêm ngưỡng và khám phá các bác nông dân cấy lúa theo ô, theo hàng như thế nào các bạn nhé. Các bạn hãy nhìn nhé. Khi cấy này, các bác ấy sẽ cắm một cái dây từ đầu bờ bên này sang đến đầu bờ bên kia. Các bác ấy chăng thành những cái luống vừa cho hai người cấy, để cho cái ruộng của mình nhìn nó đẹp hơn là cái thứ nhất này. Và cái thứ hai là khi bón phân này, làm cỏ và phun thuốc sâu thì sẽ có một cái lối ở giữa này để đi này các bạn. Và nó sẽ không dẫm vào lúa. Đó. Với cái bàn tay lao động của người phụ nữ ở thôn quê chúng tôi đã làm ra những cái bát cơm trắng để cho tất cả mọi người thưởng thức. Chúng ta hãy biết trân trọng và đáng quý những cái sức lao động của những người phụ nữ nông thôn Việt Nam các bạn nhé. Những cây mạ non bắt đầu được cấy xuống. Đấy, người phụ nữ cấy tay cứ thoăn thoắt thôi. Các bạn nhìn. Đó. Rất là đẹp. Cây lúa cứ thẳng hàng lại. Vất vả lắm mọi người ạ. Người nông dân suốt ngày quanh năm thì bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mà. Cây lúa mà phải phụ thuộc vào thổ nhưỡng, đất mà tốt thì lúa tốt, mà hoặc là không bị sâu bệnh thì lúa mới tốt mọi người ạ. Thì mới thu nhập, thì mới còn được tươm tươm, còn nếu không thì vất vả lắm. Nông dân này cấy rất là nhanh tay. Đi cấy sớm thế. Thế gia đình nhà bác cấy có nhiều ruộng không ạ? À, chả cấy nhiều nhỉ, cấy 7 sào. Thế có còn nhiều ruộng nữa không? À thế ạ, thế thì bác cấy quá tài luôn. Cấy mấy ngày thì được 7 sào hả bác? Ừ thì mình cứ làm dần dần thế là nó đỡ mệt bác ạ. Thế một mình bác cấy à, có nhờ có con cái nào người ta đi cấy cho không? À mọi người ạ, ở thôn quê của chúng tôi bây giờ các công ty xí nghiệp rất là nhiều, cho nên là các cháu trẻ là đi công ty
làm ở các công ty xí nghiệp, cho nên là những cái công việc đồng áng này chỉ có các bà con mà bây giờ nhỡ tuổi, lớn tuổi rồi một chút rồi thì công ty người ta không nhận, thì các bà con ở nhà thì cấy lúa để thêm thắt cái gạo cho các con, đỡ cho các con thôi. Chứ còn cái lớp trẻ bây giờ là các cháu đi công ty hết, nên là không có cấy lúa, chỉ có bố mẹ ở nhà cấy giúp cho các con và để hỗ trợ về cái gạo để khỏi phải đong thôi mọi người ạ. Các cháu đi công ty cũng có một cái nguồn thu nhập rất là ổn định. Hôm nay đi cấy thì nắng ấm quá bác ạ. Thế thì nó cũng đỡ, còn mỗi khi thì trời rét thì cũng vót lắm, rét lại mưa thì vót lắm. Đói, rét thì cấy lại cóng tay. Các bạn nhìn, bác cái cấy này, những cái cây lúa non giờ mới được cấy xuống mà gặp cái thời tiết ấm như thế này thì nó sẽ lên rất là nhanh. Còn cái đợt trước mà mọi người mà cấy mấy cái hôm trước thì bị cái thời tiết nó mưa và nó lại rét nữa, cho nên là cây lúa nó cũng lên rất là chậm, mà cái diện tích nào mà khô nước thì lại còn lo chết nữa cơ. Cái thửa ruộng này nhà bác là mới xào đây. Hai xào à? Nhưng mà mạ đẹp phết nhỉ. Mạ đẹp mà lại nước cũng vừa nước nữa mà cấy thì thích quá. Làm giỏi quá bác ạ. Cấy giỏi quá. Nhưng mà nhà bác cấy nhiều mà. Thôi xin chào tạm biệt bác nha. Các bạn ấy nhìn nhé. Sau một hồi các bác ấy cấy, những luống lúa của chúng ta đã được hiện lên rất thẳng hàng và rất là đẹp. Gia đình nhà bác ấy cấy cái lúa này, này, gạo ăn vừa dẻo lại vừa ngon, mà có bán ra ngoài thị trường thì cũng rất là được giá mọi người ạ. Đó, các bác ấy cấy đã gần xong rồi mọi người. Những bàn tay lao động của những người phụ nữ ở thôn quê của chúng tôi. Các bạn ấy nhìn các bác ấy cấy lúa nhé. Những cái cây lúa rất là thẳng hàng và rất là đẹp. Đó, các bạn ấy nhìn này. Bàn tay cấy rất là thoăn thoắt. Và những cái cây lúa đều nhau, các hàng và các khoảng cách đều như nhau các bạn ạ. Như thế là các bác ấy trăng rơi luôn. Là một cái nghề mà cha truyền con nối từ ngày xưa đến bây giờ của ông cha ta để lại. Và chúng ta cũng không thể coi thường cái nghề này đâu các bạn nhé. Vì cái nghề này rất là vất vả, nhưng mà bố mẹ của chúng ta đã nuôi chúng ta khôn lớn và trưởng thành. Có những người rất là thành đạt ở trong xã hội cũng nhờ cái nghề nông này của bố mẹ mà phát triển, mà đã trưởng thành như ngày hôm nay. Lúa gạo của chúng ta đã được xuất khẩu ra ngoài thị trường, ra ngoài các nước ở trên thế giới, cũng đứng thứ hai trên thế giới đấy các bạn ạ. Đúng là không thể nào mà coi thường cái nghề nông dân của chúng ta được. Đó, sau một hồi các bác ấy cấy mà các bác ấy đã cấy được rất là nhiều những cái luống lúa như nhau, đều như nhau các bạn, rất là đẹp. Các bác ơi, các bác cấy mấy giờ thì nghỉ ạ? À thế ạ. Chiều thì các bác lại ra cấy tiếp ạ. Vâng. Thời gian này nó ấm thì cấy nó đỡ vất vả các chị nhỉ. Nó mà vào cái thời tiết mà nó mưa rét là vất vả lắm. Để có được một cái ruộng lúa mà phẳng đẹp như thế này là trước khi cấy là các bác nông dân là phải càn để cho nó phẳng làn các bạn ạ. Đó.
Ngày nay có rất là nhiều những cái máy móc rất là hiện đại như có máy cấy mọi người ạ. Để người ta muốn giải phóng cái sức lao động của người phụ nữ. Thế nhưng có những cái làn ruộng mà nó tháo được cạn thì mới máy mọi người ạ. Còn những cái làn ruộng mà nó sâu nước thì không thể cấy được máy. Do vậy mà cái bàn tay lao động của người phụ nữ vẫn không thể được giải thoát, cho nên các bác nông dân vẫn rất là vất vả và tiến tới mà mong các nhà sáng chế có thể thiết kế ra những chiếc máy mà cấy ở dưới những cái ruộng sâu thì mới giải phóng hoàn toàn được cái sức lao động của các chị em phụ nữ ở miền quê của chúng tôi. Các bác ơi, các bác hãy giữ gìn sức khỏe để tránh được bệnh dịch các bác nha. Và chúc các bác có một vụ mùa bội thu. Và xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác và quý vị khán giả nha. Vâng, xin chào các bác nha.